nay Việt Duy sẽ diễn những cái trick mà quý vị thường thường coi ảo thuật thì người ta hay có những cái sự chuẩn bị. Hôm nay Việt Duy sẽ diễn những cái mà cho quý vị gạt qua những cái ý tưởng mà về chuẩn bị đi. Tất cả cái gì ở trên người của quý vị, Việt Duy có thể diễn được. Quý vị đồng ý không ạ? Thế bây giờ trước mắt nhá, Việt Duy xin mời một bây giờ em đi nhá. Giờ thôi đây em. Để em nữa. À, có một anh nào giơ tay được không ạ? Em đúng không? Ok, mời em lên. Em có biết lên đây làm cái gì không? Dạ, em cũng chưa. Chắc chưa biết là lên hỗ trợ anh thôi. Ờ, hỗ trợ. Không phải hỗ trợ, lên đây là em cùng diễn. Em cởi hai sợi dây chuyền của hai bạn này giúp anh. Đây là một tờ giấy. Quý vị nhìn kỹ. Một tờ giấy, đúng không ạ? Em kiểm tra tờ giấy. Anh sẽ cuốn tờ giấy lại. Cho anh mượn sợi dây chuyền. Mà nằm đây, quý vị nhìn kỹ nhá. Đúng không ạ? Việt Duy sẽ lấy một cái bật lửa. Cái này bằng vàng đúng không em? Mình đốt nó đi. Vậy em có mang theo cái gì không? Có điện thoại không? Lấy ra. Điện thoại được của em đúng không? Thật chậm nhé. Em chụp đây. Bây giờ ba vị khách rồi, mình cần một ban giám khảo đúng không? Em mời chị được không? Đồ chị giả mà, đúng rồi luôn. Được. Em mời chị lên ạ. Đừng có mượn gì, trời đất ơi, có cái đầm đừng có lấy cái đầm. Đứng gần, em có tiền không? Không mang tiền không? Vừa nãy mang điện thoại rồi không mang tiền đúng không? Có ai cho mình mượn tờ tiền đúng không ạ? À đây. Mượn của Hoàng đi. Tờ lớn lớn á. Tờ lớn lớn. Đứa này do chị nhá. À, tờ lớn đi. Em. Chị giúp em cầm tờ 500 ngàn. Nắm trong tay. Đây là 500 ngàn quý vị nhìn kia. Gấp lại. Chị nắm trong tay chị đúng không? Rồi. Nắm thật chặt. Dạ, nắm thật chặt. Sau đây là Việt Duy sẽ có 3 trái táo. 3 trái táo. Cầm tiền mà được ăn táo nữa xứ. 2 3 Chị chỉ một trái cho em. Chị thích trái giữa. Chị thích giữa, chị để lên đầu. Trời ơi. Chị chỉ mà, đúng không? Ở đây là, cái này là ngẫu nhiên quý vị ạ. Là do chị chỉ đúng không? Tôi biến thành cô gái cầm tiền đổi táo vậy đó là trời ạ. À. Anh giữ giùm em một trái này lát tặng chị Kiều Anh luôn ạ. Là có công bằng đúng không? Đổi lên chị đến thì... đầu. Bây giờ hai bạn có muốn lấy lại dây chuyền không? Để mà có dịnh không? Muốn đúng không? Em mà em muốn lấy lại dây chuyền không? Dạ muốn. Có đúng không? Em. Còn dạ chị cứ để đến đầu, chị giữ trên đầu. Em muốn lấy điện thoại không? Dạ có. Có ai cũng muốn đúng không? Đây Việt Duy sẽ có một con dao. Trời ơi. Nếu như trong hai bạn này bạn nào mà phóng chúng trái táo anh trả lại dây chuyền. Nếu mà phóng chặt á lấy không, em không biết nha, em có đủ cân nặng. Trời ơi, hồi cái vòng trước thì cho ông 10 điểm mà tôi đâu có cho điểm khác đâu. Em có đủ cân nặng chơi tôi giữ gì không? Em có đủ cân nặng không? Không. Không đúng không? Nhìn mặt là biết nha, đừng. Chị. Trời ơi. Dạ. Thôi, dạ đừng có chơi cái này nguy hiểm lắm. Chị, tờ 500 ngàn của chị, đây là cũng là một tờ giấy nữa. Quý vị nhìn kỹ nhé. Ừ. Một tờ giấy. Tờ 500 ngàn của chị em sẽ nhét vào giữa. Rồi. Và nằm ở trong này. Rồi. Em có một cái ống. Ừ. Được chứ, dịnh trái táo vậy quái hả? Một cái ống em sẽ nhét vào đây. Quý vị nhìn tay không có gì đúng không? Đúng. Em có cái bật lửa em đốt nó lên. Hơ cho nó nóng gì ạ? À hơ thôi ạ. À. Và không ai nhắm phóng dao thì em sẽ là người bắn.
Em sẽ là người bắn, em sẽ là người bắn, em sẽ là người bắn, em sẽ là người bắn. Thôi nghỉ chơi đi. Chị đè lên ạ, không sao. Chị thấy em sơn được không? Sơn mình đứng cho nó bắn lên giúp em ạ. Em dơ cái táo cùng chị để lên đầu, em giữ dùm cho chị. Em trai, em là đàn ông mà, đúng không? Rồi. Bây giờ cái đầu chị dài, cứ để. Rồi em dơ lên nha. Đây đây. Rồi đó em, đó cũng là để đó. Không được đúng không? Chắc em dơ lên, em để lên đầu. Chị có quyền kiểm tra. Ô. Mất đúng không? 500 ngàn. Chị bây giờ chị có thấy giống gì nữa đâu? Dạ. Quý vị đã kiểm tra rồi, chị thấy chai táo còn lành nguyên không? Chị kiểm tra con dao cho em. Đây là chai táo chị chọn đúng không? Đúng rồi. Em anh Vân Sơn tí nữa có thể bổ hai chai táo ra kiểm tra đúng không? Bây giờ anh Vân Sơn kiểm tra trước hai chai táo. Đừng có nói tiền ở trong đó nghe. Dạ. Đừng nói tiền trong táo nha. Chị bổ ra. Wow. Chị giữ à? Chị giữ trên đầu chị. Chị cứ giữ lên này. Sao đổi đầu hoài vậy? Đổi đầu. Anh bổ giùm em nè. Em mời anh lên đây luôn ạ. Anh bổ chưa kìa. Hay quá đi, nếu mà như vậy. Trời ơi. Quý vị hôm nay để chứng minh cho quý vị đến cái này là tự nhiên, anh bổ đường nào được thì anh cứ căng cả. Dạ. Không có gì đúng không anh? Không. Anh cắt cái kia. Anh cắt cái kia để cho nó giống nhau coi này, không cho cái giá rồi. Đúng rồi, đúng em rồi. Em cho hai anh ấy mỗi anh từ nay cũng khát nước lắm rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ em mời hai anh. Sao mà cái táo dạ. Hai không đó ăn được còn cái gì đội đầu hoài vậy? Anh bổ làm đôi luôn. Dạ đường nào được thì anh. Hồi nãy bổ ngang bây giờ mình bổ dọc. Dạ. Nhá. Cảm ơn anh. Đây là tặng hai bạn sợi dây chuyền. Táo Mỹ nhá em nhá. Rồi trái này số phận nó sao? Trái này là trái chị chọn. Dạ. Chị nhìn thật kỹ, trái chị chọn đúng không? Chị nhìn nè. Anh kiểm kỹ tay của em, đúng không? Hoàn đúng. Toàn sắn lên. Đúng. Wow! Trời ơi! Rút ra nha, chị rút ra nha. Rút ra. Trời ơi! Nắm cắm vàng nó nằm ở trong trái táo nè. Trời ơi, khủng khiếp. Chị kiểm tra được kỹ. Khủng khiếp. Chị kiểm tra được kỹ, đây là 500 ngàn, nó đã nằm trong trái táo. Chị nhìn kỹ nha. Wow. Em quấn nó lại, chị nhìn kỹ ạ. Em quấn nó lại, đây là tóc của chị. Lấy tóc chị luôn hả? Chị ngửa tay ạ. Đã nãy hứa đâu có lấy gì nữa đâu. À, hai sợi dây chuyền. Trời ơi. Trời đất ơi. Tuyệt vời. Anh trả lại 500 ngàn cho anh nào nhỉ? Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Trời ơi. Dạ, thank you. Đấy, còn cái điện thoại của em nữa. Điện thoại ạ? À? Dạ đây ạ. Quý vị nhìn này, điện thoại của em nó nằm trong túi anh. Đúng rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Cảm ơn em. Trời đất ơi.